Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Khánh Hòa tối thứ Năm ngày 7 tháng 9 2023. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Khánh Hòa tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Tấm gương giáo viên trẻ nhiệt huyết, đổi mới sáng tạo và nỗ lực tự học với khao khát cống hiến cho nền giáo dục tại quê nhà. Khánh Hòa tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí nhưng tăng số vụ nghiêm trọng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay, tổ công tác và tổ giúp việc cho tổ công tác triển khai công việc liên quan đến các dự án trọng điểm tại phía Bắc khu kinh tế Vân Phong, họp đánh giá tiến độ triển khai. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác chủ trì buổi làm việc. Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong cho biết công tác tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng 4 phân khu chức năng có tiến độ chậm hơn so với kế hoạch khoảng 15 ngày. Tuy nhiên đã rút ngắn hơn so với trước đó, các bước đấu thầu, lựa chọn tư vấn được triển khai nhanh hơn. Hiện vẫn còn 4 vướng mắc lớn trong quá trình triển khai, đó là bố trí các khu tái định cư, cập nhật diện tích các dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cập nhật các dự án phát triển khu đô thị mới vào chương trình phát triển đô thị, kế hoạch phát triển nhà ở, chủ trương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tức Tuân đánh giá cao nỗ lực của huyện Văn Ninh, các ngành cùng đơn vị tư vấn đã đẩy nhanh tiến độ công việc thời gian qua. Tuy nhiên, đã hoàn thành các công việc tiếp theo, đòi hỏi các ngành địa phương cần cố gắng nhiều hơn. Trong đó, đồng ý Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong đề xuất các khu tái định cư theo đầu tư công. Các sở ngành liên quan sớm thẩm định, trình phê duyệt 4 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, sớm tham mưu thủ tục cập nhật diện tích các dự án phát triển khu đô thị mới tại phía Bắc khu kinh tế Vân Phong, tham mưu thủ tục điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2023, đồng thời cho phép ban quản lý thuê đơn vị tư vấn có năng lực tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án khu đô thị cao cấp Đầm Môn và Tù Bông. Sáng nay tại thành phố Nha Trang, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn chế độ báo cáo thống kê ngành nội vụ và chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của ngành nội vụ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì hội nghị, ông Đinh Văn Thiều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đến dự khai mạc. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh, thời gian qua, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương rất quan tâm triển khai công tác thống kê ngành nội vụ, thu thập số liệu tương đối đầy đủ, đáp ứng nhu cầu số liệu để phục vụ quản lý. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác thống kê, báo cáo còn chậm, thiếu nhiều chỉ tiêu, ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành. Hội nghị góp phần phục vụ việc báo cáo về Bộ Nội vụ, đáp ứng công tác quản lý thu thập số liệu và tổng hợp, phê duyệt, khai thác báo cáo thống kê. Tại hội nghị, hơn 200 đại biểu của Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và Sở Nội vụ 42 tỉnh thành phố được truyền đạt về việc triển khai chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của ngành nội vụ. Quán triệt, tập huấn một số văn bản về hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê ngành nội vụ và được hướng dẫn sử dụng phần mềm chế độ báo cáo thống kê ngành nội vụ theo phiên bản mới. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình khuyến công quốc gia và kế hoạch khuyến công hàng năm của địa phương, thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh đã tích cực triển khai các đề án khuyến công, hỗ trợ và khuyến khích các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn đầu tư máy móc, ứng dụng thiết bị tiên tiến vào quy trình sản xuất, thông qua đó nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh, đồng thời giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, từng bước tháo gỡ khó khăn. Từ một đơn vị chủ yếu sản xuất theo hướng truyền thống thủ công, công ty trách nhiệm hữu hạn Đạt Phát, xã Ninh Phồn, thị xã Ninh Hòa đã có sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong sản xuất, phát triển sản phẩm, nhận dụng máy móc, thiết bị tiên tiến và một số khâu trong quy trình sản xuất. Từ nguồn vốn hỗ trợ 120 triệu đồng của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Khánh Hòa, công ty đã mở rộng xưởng sản xuất, đầu tư thêm một số máy móc, nhất là máy cưa đa năng, máy vót và đánh bóng sợi mây, hệ thống máy sấy lạnh. Năng lực sản xuất của công ty được nâng lên rõ rệt, mạnh dạn nhận các đơn đặt hàng lớn từ các đơn vị xuất khẩu trong nước. Vừa rồi doanh nghiệp mình cũng có mấy cái sản phẩm đạt chất lượng công nghiệp ở tỉnh. Thì vừa rồi cái phòng khuyến công ở tỉnh nó cũng có chương trình để hỗ trợ cho doanh nghiệp, thì các đơn vị cũng có đầu tư về nhà xưởng, có sắm một mớ linh kiện về máy móc. Thì muốn là nói chung thì nếu mà mình có mà máy móc hoặc là nguyên liệu dự phòng mà tốt á, thì sẽ có nó bà con có công việc làm hết quanh trong năm. Từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương và khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025,
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh sẽ bố trí hơn 15 tỷ đồng thực hiện các đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, nhất là các cơ sở làm nghề thủ công, đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến sản xuất. Riêng trong năm 2023, Trung tâm đã và đang triển khai hỗ trợ 9 đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Cùng với đó là nguồn vốn đối ứng từ các doanh nghiệp tham gia dự án, đồng thời hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh giải pháp số hóa, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào quản lý và sản xuất kinh doanh, tiếp cận tốt hơn với thương mại điện tử. Cái hoạt động khuyến công này sẽ tạo cái việc làm có thu nhập ổn định cho cái người lao động ở cái khu vực nông thôn. Mình tích cực để mà vận động các cái doanh nghiệp cố gắng để đầu tư, ứng dụng các cái máy móc thiết bị tiên tiến là chủ lực cho cái việc hoạt động khuyến công của mình để mà hỗ trợ các doanh nghiệp, thì mình tạo một cái điều kiện để mà các doanh nghiệp có thể là hoàn thành cái đề án đúng tiến độ và đúng cái nội dung mình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Bài toán phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nâng cao sức cạnh tranh cho các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn là hết sức cần thiết trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế Khánh Hòa và mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, thời gian tới, Sở Công Thương cùng các ngành có liên quan xác định cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy mạnh hoạt động khuyến công, chú trọng bố trí thêm nguồn kinh phí, tạo thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn đầu tư máy móc, ứng dụng thiết bị tiên tiến vào sản xuất, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Đồng thời hỗ trợ các vấn đề liên quan đến đất đai, thuế nhằm giúp các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở địa bàn nông thôn sớm thích ứng và tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị sản xuất, từng bước mở rộng ra thị trường ngoài tỉnh và xuất khẩu. Trung tâm cũng để làm cái resource hàng năm là làm cho các cái resource có các về cái sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Cái resource là phát hành cho các 63 tỉnh thành trên cả nước để mà quảng bá cái sản phẩm, cũng như là tham gia giúp cho các cơ sở công nghiệp nông thôn là tham gia các cái hội nghị kết nối cung cầu, hội nghị kết nối giao thương, các cái sự kiện xúc tiến thương mại, để qua đó giúp cho các cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá được cái sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng. Năm 2023 được dự báo vẫn là một năm nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng, bởi nền kinh tế chỉ mới phục hồi bước đầu sau những tác động khủng hoảng. Do đó, việc tăng cường áp dụng khoa học công nghệ được coi là giải pháp cần thiết nhằm giúp các ngành kinh tế phục hồi và phát triển, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới để sản phẩm trong nước, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tiếp tục khẳng định chỗ đứng tại thị trường trong nước và mở ra cơ hội tại các thị trường xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên ở vùng quê Tu Bông, huyện Vạn Ninh, thầy giáo Lê Chí Tôn, giáo viên dạy toán của trường Trung học phổ thông Tô Văn Ơn, vẫn luôn đau đáu với nỗi niềm làm sao để giáo viên học sinh nông thôn có thể tiệm cận được với môi trường học tập rèn luyện của thế giới, tiến tới hội nhập quốc tế. Và rào cản đầu tiên cần phải vượt qua chính là ngoại ngữ. Từ những trắc trở này, thầy Tôn đã luôn nỗ lực tự học, tự rèn luyện, đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua việc kết hợp giữa học toán và tiếng Anh, biến những giờ học toán khô khan trở nên thú vị hơn với học sinh nơi đây, trở thành tấm gương giáo viên trẻ nhiệt huyết, đổi mới sáng tạo với nhiều thành tích nổi bật. Tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn năm 2009, thầy giáo Lê Chí Tôn lựa chọn về giảng dạy tại chính ngôi trường cấp 3 mình đã từng học, với mong muốn được cống hiến cho công tác giáo dục tại quê nhà. Là giáo viên dạy toán, ít có môi trường sử dụng tiếng Anh, nhưng hàng ngày thầy vẫn tự học, tự luyện tiếng Anh qua nhiều kênh khác nhau, các phương tiện học trực tuyến. Tháng 8 năm 2022, thầy Tôn là một trong 4 giáo viên của Việt Nam và là giáo viên toán duy nhất đầu tiên của Khánh Hòa trúng tuyển học bổng giáo viên xuất sắc Fulbright TEA. Đây là chương trình học tập chuyên sâu được giảng dạy bởi các giáo viên hàng đầu của Hoa Kỳ do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ cho giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông của 65 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đối với thầy Tôn, một thầy giáo làng, chuyến đi này chính là dấu mốc quan trọng, không chỉ mang lại cơ hội học hỏi các kỹ năng và phương pháp giảng dạy tiên tiến của nền giáo dục Hoa Kỳ và thế giới, mà còn làm thay đổi rất nhiều về phương pháp giảng dạy, cách ứng xử với học sinh, năng lực chuyên môn và đóng góp cho cộng đồng. Tôi cũng được đi đến nhiều trường của Việt Nam, và tôi cũng đến và làm việc ở Mỹ.
tại Đại học Georgia State University và trường Trung học Bắc North Atlanta, thì điều mà tôi cảm thấy rất là tự hào về học sinh Việt Nam là các bạn rất giỏi, các bạn xuất sắc ở các bộ môn khoa học tự nhiên, thậm chí khoa học xã hội. Nhưng dường như ở tại trường tôi ở hiện nay thì các bạn thiếu kỹ năng, nhất là về ngoại ngữ. Và thứ hai nữa là ở Tô Văn Ơn hiện nay, những cái trang thiết bị cần thiết như máy tính, phòng lab để cho các em học thực hành môn khoa học máy tính vẫn còn rất là thiếu sót. Tôi vẫn khao khát là không chỉ học sinh riêng học sinh Tô Văn Ơn mà học sinh trong cả nước mình, trong Khánh Hòa mình và trong cả nước mình có nhiều cơ hội hơn để học ngoại ngữ, để thực hiện tiếng Anh và những cái môn ngoại ngữ khác, và nâng cao cái kỹ năng của họ về khoa học công nghệ thông tin để họ có thể bước ra thế giới sử dụng tiếng Anh và một số ngôn ngữ phổ biến làm việc trong một môi trường quốc tế hiện đại. Tôi cũng hướng đến mục tiêu lớn hơn, đó là đào tạo học sinh theo cái năng lực toàn cầu. Đó là những gì tôi đeo đuổi. Từ năm 2009 đến nay, thầy đã mở nhiều lớp dạy toán miễn phí cho học sinh lớp 12. Trong số đó, nhiều em đã đổ vào những trường đại học danh tiếng, thành đạt sau khi ra trường và tham gia gây quỹ hỗ trợ các học sinh khóa sau. Tháng 11 năm 2022, thầy Tôn được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào đổi mới, sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập năm học 2021-2022. Thầy cũng là một trong số các giáo viên của tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ quốc gia năm 2022. Bài báo cáo về nghiên cứu giáo dục của thầy cũng được giới thiệu tại Hội nghị Châu Á về giáo dục và phát triển quốc tế tại Tokyo, Nhật Bản vào tháng 3 năm nay. Xuất phát điểm từ một giáo viên trường làng, nhưng bằng nỗ lực tự học, tự vươn lên, thầy đã trở thành tấm gương về sự mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để ngày càng tiến bộ và hoàn thiện hơn. Thầy Tôn đó là một cái tấm gương về vấn đề tự học và đạo đức của người giáo viên trong công tác cũng như là trong giảng dạy, trong quan hệ với đồng nghiệp. Thì thầy Tôn rất là nhiệt tình trong vấn đề là dạy dỗ các em học sinh, rồi hỗ trợ giúp đỡ các thầy cô giáo trong nhà trường, nhất là trong lĩnh vực là công nghệ thông tin, thì lĩnh vực tin học và ngoại ngữ của thầy Tôn thì rất là giỏi. Thì đó là một cái tấm gương là tự học, sáng tạo mà trong ngành giáo dục cũng như là trong nhà trường luôn luôn là phát huy. Và đây là một cái nhân tố mà nêu gương cho học sinh, nhất là ở những cái vùng sâu, vùng xa mà các em đã có một cái gương tự học sáng tạo đó thì học sinh nó sẽ học tập và nó làm theo. Em để học toán của thầy được 2 năm. Về những giờ toán của thầy rất là thú vị và vui nhộn. Bên cạnh là một giáo viên dạy toán thì thầy cũng có một cái tài năng nhất định về môn tiếng Anh, nên là trong các môn toán, trong những giờ toán thầy thường xen kỹ trong đó những cái câu tiếng Anh để tạo nên sự khơi gợi cái sự hứng thú của em trong môn học đó. Và nó làm chúng em rất là thích thú và yêu thích cái môn toán khá là khô khan này. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập chính là một quá trình tiếp thu tri thức. Việc tự học suốt cuộc đời mỗi người là quan trọng, cần thiết và thường xuyên. Đây là cách tốt nhất để mỗi người làm giàu trí tuệ và nhân cách, để ngày càng tiến bộ hơn. Và thầy Lê Chí Tôn chính là một minh chứng rõ nét cho điều đó. Với khao khát cống hiến cho cộng đồng, cho giáo dục quê nhà, hiện thầy Tôn đang triển khai dạy thí điểm kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 10 và 11, mỗi khối một lớp, mỗi lớp khoảng 20 em. Trong đó, tập trung tiếp cận và giảng dạy cho học sinh theo hướng để các em tự tin thể hiện chính kiến, suy nghĩ của mình. Sắp tới, thầy cũng sẽ có báo cáo tại Hội nghị Giáo dục về Toán học diễn ra tại Australia vào đầu năm 2024. Với những nỗ lực của mình, tin rằng những mục tiêu, dự định của thầy giáo làng Lê Chí Tôn sẽ chắc chắn sớm thành hiện thực. Hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, chiều nay tại thành phố Nha Trang, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức sự kiện truyền thông giao lưu sáng kiến gia đình có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông. Hơn 250 đại biểu, hội viên, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đến từ 8 tỉnh khu vực duyên hải miền Trung Tây Nguyên tham dự. Đến dự có bà Tôn Ngọc Hành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Phạm Thị Xuân Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Tại buổi truyền thông, các báo cáo viên đã cập nhật về tình hình an toàn giao thông trên cả nước, sự phối hợp của các cấp hội liên hiệp phụ nữ trên cả nước trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, hoạt động xây dựng gia đình có trách nhiệm trong an toàn giao thông.
Ngoài ra, sự kiện còn có các phần trình diễn, giao lưu, tạo dựng tình huống về sáng kiến truyền thông đảm bảo an toàn giao thông. Sự kiện truyền thông góp phần trang bị cho hội viên phụ nữ kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông an toàn, những chia sẻ về cách làm hay, sự quyết tâm thực hiện cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông của phụ nữ và mỗi thành viên trong gia đình, xây dựng văn hóa giao thông trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Được biết, năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về tuyên truyền vận động gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông, giai đoạn 2022-2027. Qua đó giảm thiểu tác động của tai nạn giao thông đối với phụ nữ, trẻ em vì gia đình bình an, xã hội hạnh phúc. Thực hiện chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cũng đã ký kết chương trình phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh. Đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đã thăm và tặng quà cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cam Lâm vào sáng nay. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao tặng 30 suất học bổng cho 30 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, mỗi suất 500.000 đồng, tổng kinh phí 15 triệu đồng, được trích từ chương trình Mẹ đỡ đầu của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hoạt động nhằm thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu và đồng hành cùng con tới trường do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024, góp phần tiếp sức, khích lệ tinh thần hiếu học của các em học sinh, đặc biệt là các em mồ côi, giúp các em giảm bớt phần nào những khó khăn trong cuộc sống và có điều kiện học tập tốt hơn. Sáng nay tại xã Sơn Hiệp, huyện Cách Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ bàn giao 50 căn nhà đại đoàn kết năm 2023 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. Sau khoảng 4 tháng triển khai, đến nay toàn bộ 50 căn nhà đại đoàn kết đã hoàn thành để bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng. Mỗi căn nhà có diện tích bình quân 40m2, được xây dựng theo chuẩn nhà ở nông thôn mới. Tổng kinh phí xây dựng 50 căn nhà là trên 5,4 tỷ đồng, bình quân mỗi căn hơn 100 triệu đồng. Trong đó, thông qua kênh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Nha Trang hỗ trợ 60 triệu đồng, còn lại do gia đình đối ứng và huy động từ các nguồn khác. Cũng trong dịp này, đơn vị tài trợ và huyện ủy Cách Sơn đã trao tặng các hộ nghèo tại xã Sơn Bình, Sơn Hiệp 10 suất quà, mỗi suất gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và 500.000 đồng tiền mặt. Thưa quý vị và các bạn, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các ngành chức năng, 8 tháng đầu năm, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giảm ở các tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên lại gia tăng các vụ tai nạn nghiêm trọng. Vì vậy, ngành giao thông và các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông. Năm 2022, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn biến phức tạp. Để kéo giảm tai nạn giao thông, cuối tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Trong đó, yêu cầu các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông, phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ngoài ra, địa phương nào để xảy ra tai nạn giao thông tăng cao, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, nên trong 8 tháng đầu năm nay, các tiêu chí về tai nạn giao thông đã được kéo giảm. Tuy nhiên, đáng lo ngại là các vụ tai nạn nghiêm trọng lại gia tăng. Trong 3 tháng, tháng 6, tháng 7 và tháng 8, thì so với các tháng 6, tháng 7, tháng 8 của những năm trước thì cơ bản là ổn định và có chiều hướng giảm. Nhưng tuy nhiên, nếu so với tháng 5, tháng 4, tức là so với lại 5 tháng đầu năm, thì từng tháng 1, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn có những diễn biến phức tạp. Điển hình là có một số vụ nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Có những vụ nghiêm trọng, một người chết, một số người bị thương. Có những vụ là hai người chết, có vụ ba người chết và đặc biệt có một vụ bốn người chết. Đấy là xảy ra. Mới thấy được rằng là tuy đã rất quyết liệt nhưng mà tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn có giảm nhưng vẫn chưa ổn định. Theo phân tích, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng từ đầu năm đến nay là do ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông vẫn còn thấp. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng giao thông tuy được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nhưng chưa theo kịp với sự phát triển của phương tiện giao thông và số lượng người tham gia giao thông ngày càng gia tăng. Trong khi đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông của các sở, ban ngành, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh chưa phong phú, sinh động và cuốn hút người tham gia.
sự chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương, ban an toàn giao thông các địa phương, sự thực thi của các lực lượng chức năng và sự quan tâm của các cấp, các ngành có lúc còn chưa quyết liệt. Ngoài ra, việc điều tra nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông có lúc còn chậm, dẫn đến khó đánh giá được đúng thực trạng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, để kịp thời đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm kiềm chế các vụ tai nạn giao thông. Ba vấn đề thứ nhất là mình phải tuyên truyền công tác cho nhân dân này, cho người tham gia giao thông này. Thứ hai là cơ sở vật chất là mình phải đảm bảo. Và cái thứ ba là phải quản lý cho nó thật tốt. Thì bắt đầu là mới tính đến cái chuyện là lực lượng của anh em mình như thế nào. Và cái thứ tư tôi muốn nói là bây giờ thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông thì nói như đại tá Trần Minh Trúc là không sửa đâu. Làm gì có cái chuyện là coi như công an đứng đầy đường, cảnh sát đứng đầy đường. Không có chuyện đó. À, bây giờ là mình phải có những cái biện pháp quản lý và thay đổi chiến thuật. Hôm nay chúng ta ở tuyến này, ngày mai chúng ta ở tuyến khác. Và ngày mốt là chúng ta phải xử lý toàn bộ cái công việc của chúng ta. Cái công tác tuyên truyền nhận thức rồi chuyển biến hành động của người tham gia giao thông, kể cả đi bộ. Thì cái này chúng ta phải nói là phải đặt lên mạnh. Mà thói quen thì phải được hình thành cả một cái quá trình. Phải thông qua các cái biện pháp giáo dục và biện pháp gia tài. Theo dự báo, những tháng cuối năm, tình hình giao thông sẽ có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, lực lượng chức năng toàn tỉnh đang phối hợp với các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm. Phối hợp với công an địa phương, thường xuyên kiểm tra tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt, tăng cường phòng ngừa tai nạn giao thông đường sắt tại các lối đi tự mở qua đường sắt và phòng ngừa ngăn chặn hành vi ném đá lên tàu. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát để nhanh tiến độ các công trình xây dựng, khắc phục các hư hỏng về hạ tầng giao thông, tăng cường kiểm tra, rà soát các điểm mất an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh, kể cả các tuyến quốc lộ, ủy thác để có phương án triển khai các giải pháp khắc phục về kết cấu hạ tầng. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.